Em Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đang lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm 2000 xin lỗi, 8 tháng 7 âm lịch thôi. Là cũng là mùng 8 tháng 8 năm 2019 ạ. Thì cơ sở chúng em tiếp tục quay trở lại để bán hàng chia sẻ mọi người những loại lan rừng mà ngày hôm nay em đã cập nhật về để chia sẻ cho tất cả mọi người đây. Thì nay có clip cũng thời lan cũng khá là lâu, một thời gian nắng nóng quá nên là em cũng chả nhập hàng, với cả tình hình là nhập về bán toàn lỗ nên là thôi ngừng nhập để bán. Thì nay em mới bắt đầu làm lại lô hàng mới nhé các bạn nhé. Thì đấy, hình thức bán hàng của cơ sở chúng em vẫn là bán hàng ship COD đi khắp mọi miền tổ quốc cho tất cả mọi người. Và các bạn sẽ thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên giao hàng tận tay cho các bạn ạ. Đó, hình thức bán hàng của em đơn giản như vậy thôi ạ. Và các bạn mà quan tâm mặt hàng nào thì hãy gọi điện cho em theo số điện thoại là 0984754102, hoặc là nhắn tin trực tiếp cho em theo số điện thoại đấy để đặt hàng, rồi chúng em sẽ gửi hàng đi trong ngày cho các bạn luôn. Đấy. Rồi, và bây giờ em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng loại lan mà hôm nay em có nhé các bạn nhé. Và giá em bán đề xuất đây chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé các bạn nhé. Đó. Và mặt hàng đầu tiên ở đây thì chúng ta có cái lan Hoàng Lạp. Lan Hoàng Lạp này có giá là 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Có cả những khóm nó nhỏ nhỏ cỡ này, và có cả những khóm nó cũng rất là to. Và tình trạng cây thì bây giờ cây đang lên mầm đây này. Đấy, cây lên mầm rất là đẹp luôn này. Đấy. Đây lan Hoàng Lạp nhá. Cái này thì có lấn lác đác cả sơn thủy tiên, nhưng mà cái này thì thực sự là mùa này thì không có hoa nên nó cũng khá là khó phân biệt các bạn ạ. Đấy. Nên là em vẫn bán chung với cái giá Hoàng Lạp cả thôi. Đó. 150.000 một cân nhá các bạn nhá. Đấy. Và đây có bó lan gọi là lan môi tua này, xấu xấu này. Đấy, cây đang lên những cái mầm gốc này. Đó. Đấy. Như khóm này đây đang lên hai mầm gốc luôn này. Đấy. Đang nảy mầm nhá các bạn nhá. Đấy, lan hoàng thảo môi tua. Có một phần này em bán thanh lý cho mọi người thôi là 60.000 thôi. Đó. Và ở đây là một bó đùi gà dẹt. Đấy, một phần đùi gà dẹt. Đấy, như trong hình đấy ạ. Một phần đùi gà dẹt này là 80.000 nhá các bạn. Đó. 80.000 cho phần đùi gà dẹt này. Và tiếp theo ở đây chúng ta có thêm cái dáng hương đuôi chồn. Đây là lan dáng hương đuôi chồn trắng nhé các bạn nhé. Đấy. Lan đuôi chồn trắng thì có giá là 180.000 một cân thôi các bạn ạ. Đấy. Lan đuôi chồn trắng nhé các bạn nhé. 180.000 một cân. Đấy. Có cả những cây cỡ nhỏ như này trở lên nhé các bạn nhé. Đấy, lác đác có một vài cây kiểu nhỏ nhỏ này nhưng mà ít thôi. Đấy, chủ yếu là cây tầm trung là nhiều. Đấy, 180.000 một cân đây. Lan đuôi chồn. Và ở đây là mặt hàng lan đai châu. Đây là lan đuôi đai châu rừng nhé các bạn nhé. Đấy, có mấy cây như trong hình đây thôi. Đó. Thì loại này có giá là 550.000 một cân nhé các bạn. Đấy. Lan đai châu rừng thì có cả gãy dập lá. 550.000 một cân. Đấy, còn lác đác độ khoảng hơn chục cây, loại cây to to này. Chỗ này chắc độ khoảng 4-5 cây 1 kg. Đấy. Còn ở đây thì có loại nhỏ hơn, bé hơn. Loại bé bé này thì có giá là 600.000 một cân các bạn. Loại này thì có khoảng 20-25 cây 1 cân nhé các bạn nhé. Loại này thì có giá là 600.000 một cân nhé các bạn. Loại đai châu bé này. Đó, cây nhỏ mà nó có giá cao hơn cây to nhé các bạn nhé. Đấy. Tại vì ở bên mối họ giao với cái mức giá nó khá là nhức đầu. Đấy. Cái chỗ đai châu nhỏ này chắc có độ khoảng 3 kg các bạn ạ. Đấy. Tầm khoảng 20-25 cây một cân nhé các bạn nhé. Chúng ta nuôi trồng loại này đến khi nó mọc lớn lên ở những cái trụ cây thì nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Đấy. Và còn tiếp theo đây là lan kim điệp nhựa. Ở đây có lan kim điệp nhựa nhé các bạn nhé.
Kim điểm nhựa này thì có giá là 200.000 một cân. Đấy. Đây kim điểm nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm đấy ạ. Đó là 200.000 một cân nhé các bạn nhé. Cây rất là to đẹp ạ. Và tiếp theo đây là lan hoàng thảo kim thoa. Hoàng thảo kim thoa này cho màu vàng rực rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, hoàng thảo kim thoa này có giá là 120.000 một cân nhé. Đấy. Hoàng thảo kim thoa là 120.000 một cân. Và tiếp theo đây là lan vảy rồng. Lan vảy rồng này thì có giá là 150.000 một cân. Đó, lan vảy rồng đấy ạ. 150.000 một cân lan vảy rồng nhé các bạn. Và ở đây là lan kiều vàng. Đây lan kiều vàng thân rất là to mập luôn. Thân to mập đẹp ạ. Lan kiều vàng này thì có giá là 180.000 một cân nhé các bạn. Đấy, lan kiều vàng ạ. 180.000 một cân lan kiều vàng. Còn ở đây là lan u lồi này. Hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh nhá. Dòng này sẽ cho hoa vào tháng giêng. Nên và cho bông rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Đấy. Hàng rừng thì nó sẽ có cả gãy, cái này là gãy gãy đuôi ngọn thôi, thực sự là những thân nào mà gãy ở gốc ấy thì em sẽ không gửi hàng nữa nhé các bạn nhé. Các bạn cứ yên tâm là sẽ nhận được đầy đủ thân tơ để chúng ta chơi hoa. Đấy. Đây lác đác một vài thân là nó bị gãy ngọn như này thôi. Đấy. Mà vẫn có thể cho hoa bình thường nhé các bạn nhé. Đấy, hoàng thảo u lồi này có giá là 320.000 một cân nhé các bạn. Hoàng thảo u lồi là có giá là 320.000 một cân. Đấy, hàng rất là tươi đẹp luôn. Và còn tiếp theo đây là lan hoàng thảo ý ngọc. Hoàng thảo ý ngọc đấy. Mầm cũng rất là xanh mướt và cây cũng chuẩn bị thắt ngọn này nhé các bạn nhé. Đấy, hoàng thảo ý ngọc. Hoàng thảo ý ngọc thì có giá là 220.000 một cân nhé các bạn. 220.000 một cân. Đó. Hoàng thảo ý ngọc ạ. Thân rất là to đẹp nha các bạn. Đó. Hàng rất là xanh mướt đều đẹp luôn. Đấy vừa rồi thì hôm nay thì em có về được trường này loại lan thôi, nên là các bạn đặt hàng loại lan nào hoặc là vườn các bạn còn thiếu loại nào hoặc bổ sung thêm loại nào đấy thì hãy gọi điện đặt hàng cho chúng em nhé. Theo số điện thoại là 0984754102, rồi chúng em sẽ nhận đơn hàng trực tiếp với các bạn và gửi đơn hàng ngay cho các bạn nhé. Đó. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc. Suốt thời gian qua đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền ở Cao Bằng nhé các bạn. Đó. Em xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip đợt sau. Để em sẽ sưu tầm thêm rất là nhiều loại lan rừng nữa để về để phục vụ chia sẻ cho tất cả mọi người, để có những cái giỏ lan rất là đẹp để chơi trong vườn. Đó. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.